Chương trình Camera Giấu Kín hôm nay sẽ dàn dựng một tình huống cố tình chỉ sai đường. Những người chứng kiến sẽ phản ứng ra sao? Chúng ta cùng theo dõi nhé! Đến nhà về Hà Nội đi đường nào em? Chị hỏi đường à? Nhà viện à? Nhà viện chị đi vành lại nhá, sau này đi hết bờ hồ này ra Đại Thịnh. Phương Thanh trong ba cô gái chỉ sai đường. Hỏi Láng Hạ, hỏi đây là Thành, xong rồi đến đèn xanh đèn đỏ thứ hai là nhạc viện đấy. Đi đi. Minh Huyền vào vai người hỏi đường. Sao nhạc viện Hà Nội hôm nay mà? Phương My vào vai người hỏi đường. Sao chị đây như cái? Từ đầu đến chân toàn hàng hiệu mà hỏi đường ấy. Tớ ghét ấy, tớ chỉ cho sai đường đấy, cho đi một vòng Hà Nội cho biết đường đấy. Người ta đang hỏi sao? Mẹ em cứ thích chỉ đường sai đấy. Em ghét thì em làm như thế đấy. Hỏi Láng Hạ, xong rồi D là Thành, vòng là tới âm nhạc đấy. Chị cứ đi ra ngoài đấy đi, đi ra hồ nhá, ra hồ, đi ra chỗ hồ đây này, đi ra hồ đây này, đây nhá, đi ra hồ nhá, đi hết đường hồ nhá, xong rồi đi ra Thái Thịnh nhá, giảng võ nhá, rồi D là Thành nhá. Đi một cứ đi hỏi đường là tới học viện âm nhạc đấy. Cái trẻ này gọi ông chị nhỉ? Quá láo. Quá láo rồi, em ơi, đúng không? Rõ là ghét, thế cháu cố tình cho chỉ đường sai đấy. Mày vẫn cháu này người ta này chỉ cho mày sai. Những gương mặt ngạc nhiên với việc cố tình chỉ sai đường của cô gái. Mọi người xung quanh đang cố chỉ đúng đường cho cô gái. Anh biết gì mà nói. Mỗi người chỉ một hướng, tỏ ra phân vân. Diễn viên của chúng ta đã quay xe theo quãng đường bị chỉ sai mất rồi. Ta đã bảo rồi mày. Chơi khó, bác chủ quán cũng đã lên tiếng. Cháu ở đây chả đường nào. Chả đường nào cháu không biết à? Ở đây thì mày biết, mày đi chỉ khác rồi sao? Người thanh niên này đã phải đứng lên ra tận nơi chỉ đường cho diễn viên của chương trình. Cứ đi vòng vòng mới cùng lại ra đây. Dạ. Thái độ của anh vừa bức xúc, vừa không chấp hành vi chỉ sai đường của cô gái trẻ. Nhạc viện mà anh. Của chương trình tiếp tục xuất hiện ở bối cảnh thứ hai. Ơi, thế em hỏi đường đến nhạc viện ở đâu ạ? Nhạc viện Hà Nội em. Em đi đến cái nhà rẽ này. Đó. Quay lại. Đi vòng bờ hồ. Quay lại đây đi ra đường hồ. Nhá, xong rồi Thái Hịnh. Giảng võ. Hỏi Lê Thành là đến nhá. Chị chủ quán có phản ứng ngay với tình huống. Dạ. Đi đi. Nhưng hai chàng trai này thì ngược lại, hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Giảng võ Lê Thành. Phải ghét. Em biết đường mà em cố tình chỉ linh tinh đấy. Lại một người nữa hỏi đường. Đây cũng chính là diễn viên chưa của chương trình. Chưa, hỏi đường ra nhà viện Hà Nội đi đường nào? Lại nhập viện à?
Sáng giờ nhiều người hỏi nhạc viện thế. Em đi đến ngã rẽ đi nhá. Quay lại, xong đi hết đường Bờ Hồ. Ra Thái Thịnh nhá, xong hỏi giảng võ. Lê Gia Thành rồi đến nhạc viện đấy. Lại chỉ sai đường. Cứ đi đi. Có sao không cô? Không. Quay lại à? Đi nhá. Chị Linh Linh đâu? Nhìn rõ là xinh, rõ sành điệu mà chẳng biết đường. Mà chị kia chị lại bảo là rẽ ở đây, nên cháu lại rẽ ở đường kia, người ta bảo là nhầm. Ơ chị kỉ lại cho em đi để em đi. Đấy nhá, chị đi vâng. Đến ngã rẽ đây, quanh có Bờ Hồ. Đi hết Bờ Hồ, Thái Thịnh. Hết đường Thái Thịnh, giảng võ. Xong rồi hỏi Lê Gia Thành là tới. Được một chiều bắt đấy, đi đến kia đường kia mà rẽ kìa. Em biết đường mà em cố tình chỉ sai đấy. Không tìm thấy em. Chị ơi em không tìm thấy, chị chỉ đường nào cho em đi hết đường hồ không thấy. Người ta lại chỉ qua lại đây. Sao chị bảo phải đi hết Thái Thịnh cơ mà. Im lặng đứng nữa, chàng trai đã đứng lên. Chị chủ quán liên tục có những phản ứng giúp chị đúng đường cho cô gái. Vâng, chị đã đường gần hơn nhé. Chẳng hiểu là chị đường kiểu gì đấy. Chào cảm ơn cô ạ. Em ơi, thế chị hỏi đường ra nhạc viện ở đâu ạ em? Đó chị, nhạc viện đó. Nhạc viện, chị đi vào trong đây này. Chị chủ quán ngay lập tức chỉ đường cho cô gái. Tới. Đi vào đường này xong rồi đi vẽ đâu em ơi? Láng Hạ. Đây đi đây. Cứ đi thẳng cái đường này, cứ đâm thẳng sang luôn nhập viện ngay đây. Chị có thảo nào nhập Hà Nội nhỉ? Nhập viện Hà Nội. Chị đi ra hồ đây nhá, xong ra Láng Hạ nhá. Là tới. Ra Láng Hạ là tới à? Rồi. Khoảng đủ mấy cây em nhỉ? Chị đi chắc 1-2 cây đấy. Cảm ơn hết. Những gương mặt không đồng tình. Đổ gân nước vào quần. Sáng ngày ra hỏi đường hãm. Em biết đường chứ, nhưng mà hãm thì em chỉ đường sai cho đi đấy. Còn nước không? Đâu đây, nhà viện đây này. Đây này, đây ra đây, đây này, ngay chỗ đây luôn. Nhà viện Hà Nội đây, chị đi ra nào? Ờ, anh ấy buồn cười thì sai cho Linh đi người ta rồi chị quay lại đi. Thế là bây giờ quay lại đây em chỉ cặn kẽ chị thế nào chị? Chị đi ra Láng Hạ đây này. Cô gái bối rối không biết đi như thế nào. Chàng trai đã đứng lên không ngần ngại đưa cô gái đến tận nơi. Ở bối cảnh này hai diễn viên cùng rẽ vào hỏi đường. Ra Láng Hạ hỏi tiếp. Đi ra đường Hồ này á. Đi hết Hồ đi, ra Láng Hạ hỏi tiếp. Mỗi người chỉ một hướng. Nhạc viện ấy, nhạc viện Hà Nội ấy. Chỉ cứ đi hết Bờ Hồ này, ra Láng Hạ rồi hỏi tiếp. Ôi, nghe ai đi nhớ. Nghe thì nghe. Tức là bây giờ như này, đi thẳng đường này này, xong rồi ra Láng Hạ xong hỏi tiếp à? Vâng. Dạ. Dạ. Kệ nó. Chị đi ra hết đường Bờ Hồ nhá, Láng Hạ. Rồi hỏi tiếp nhạc viện là tớ. Cảm ơn nhé, đúng rồi. Thì em cũng biết đường, nhưng mà nó ghét thì em cứ chỉ sai thế. Thì chị chỉ đúng mà, chỉ có sai gấp đôi thôi. Chị có chỉ sai đâu. Chị này không biết đường đúng. Này này này, quay lại. Người xung quanh ra sức giúp hai cô. Có các chị để em ra cho ạ. Còn xa không? Đây chị cảm ơn nhé. Cảm ơn em nhé. Một em học sinh đã đứng lên, không ngần ngại dẫn các cô đi. Em chỉ là diễn viên của chương trình Camera Giấu Kín phát sóng trên truyền hình An ninh TV.
Em cảm ơn chị vì đã thái độ của chị vừa xong với tình huống vừa rồi ạ. Anh ơi, em xin tặng anh một món quà. Vâng, đây chỉ là một tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Vẫn có những gương mặt thờ ơ, nhưng cũng có nhiều tấm gương tốt. Bất cứ việc gì cũng đều có nhân, quả. Nếu đặt mình vào tình huống xảy ra, bạn sẽ biết mình cần phải xử sự như thế nào nhé. Mình biết mình nên nhiệt tình chỉ cho người ta một tí. Tình huống này ngoài đời là có, nhưng mà mình nghĩ là không nên. Biết thì mới chỉ, còn không biết thì cô lại hỏi người khác cho người hỏi đường, chứ không bao giờ chỉ lung tung. Mình cứ đặt vào trường hợp của mình thì là cũng mong một ai đó là giúp mình thôi. Cũng mong ai đó nhiệt tình dẫn mình đến nơi, chứ không phải để họ làm chỉ nó vất vả cho họ ra. Bản thân em thì nó cũng không có gì đâu, nhưng mà thấy người ta hoàn cảnh như vậy thì mình phải nên giúp đỡ một tí, nếu mình không biết thì thôi. Nếu mà chỉ sai đường thì mình thì đang vội trong cái trường hợp đấy, thì mình cũng là bức xúc, người ta đến đây người ta nói thế cũng em thấy cũng đúng. Mình giúp người, mình giúp được thì mình giúp, không giúp được thì thôi. Mình không nên làm như thế. Alo. Ồ, tớ đang ở gần nhà. Thế các bạn của tớ đang ở đâu? Ôi, Xuân La. À, Xuân La. Ừ, biết tên. Ôi, nhưng mà tớ không biết đường đi đến đấy đâu. Sao cơ? Đường ở đâu? Đường ở mồm á.